hôm nay em quay cho các bác xem qua chiếc Shibora 335 này. Em này cũng mới về nha. Các bác xem thì nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh cho em nhé. Em kênh máy cày bản nhà nông nha. Và em sẽ đi dạo cho các bác xem qua thông số lốp xe luôn. Lốp trước của nó là lốp BS này, đi 818 này. Đây nha, khung của nó thì vẫn còn đây nha. Đây 335 kìa. Khung của nó thì nó chung với con 435 luôn. Con này và con 435 là bằng nhau nha. 435 thì nó có turbo, còn con 335 thì không có turbo nha. Xe này cũng còn đẹp. Về nó cũng chưa dọn sơ, có dọn có được mấy đâu, dọn sơ sơ thôi. Con này trước của nó thì có bộ gầu, nhưng mà bộ gầu của nó tháo bán rồi. Giờ còn được bộ khung để giằng luôn cái đầu luôn. Các bác xem qua bộ máy luôn nha. Khung gầm bệ này. Các bác nào có quan tâm thì cứ alo cho em nhé. Giá em này thì nó dao động khoảng tầm 100 thôi. Lốp sau 12428 này. Các bác nào có quan tâm thì cứ alo theo số điện thoại em sẽ để bên dưới nhá. Em thì ở Đắk Hà, Kon Tum. Cầu phiếc thì bao nguyên zin nguyên bản luôn nha, không có châm trọt gì hết. Không có rỉ nhớt, rỉ niếc gì đâu. Đây làm bể nè. Cả bốn quả lốp đều còn đẹp hết nhá. Xe này chạy hơn 2000 giờ rồi. 2103 giờ rồi. Số cơ ben cơ luôn nha. Đây còn chưa dọn, chưa sơn lại này. Sơ sơ qua thôi. Nó thảm đồ thứ vẫn còn đẹp luôn á. Để máy móc của em nó đây. Em này của nó kim phun trực tiếp nhá. Chưa heo dầu này. Ok. Chào các bác xem qua động cơ luôn nha. Trời nó hơi nắng, các bác thông cảm nha. Nó cũng có thể nó xem nó hơi chói đấy. Em cứ đi từ từ cho các bác xem. Các bác thông cảm cứ alo cho. Giá của em nói thì nó cũng chỉ có dao động quanh quẩn tầm 100 thôi, không có hơn nhiều gì đâu. Máy móc còn đẹp nha. Nhìn nó nhìn con nhìn cổ lạc này nó hơi bẩn này. Shibora D335M. Cần tiến lùi của nó đây. Còn êm lắm. Số đây, số phay của nó đây nha. Số con em hết. Cho các bác xem thì nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh em nhé. Để cho các bác xem qua sơ quả qua vậy thôi. Số má thì vẫn còn em này. Nó bật tách tách tinh tách luôn. Bác nào có quan tâm thì alo số điện thoại em sẽ để bên dưới. Em cày mấy cày bản nhà nông nhá. Rồi chào các bác nha.